Cái này cái nó công nha bạn. Cái này cốt đa, cái này nó có một cái này đế gần như là thấy mình thấy đẹp không? Đế gần như là nó bổ đều, đế đẹp. Cái này cái quành cho này khoảng 40 thôi nha bạn. 40 thôi. Cái này nó có một cái lỗi nhỏ ngay chỗ này các bạn, nó có một cái khe nè các bạn. Mốt nó sẽ mọc một cái ngó lớn chỗ này. Bữa có cái ngó lớn nhưng mà nó dắt ra. Ép vô là nó hết. Ép vô nha. Có một cái khe nhỏ nha các bạn. Có một cái khe nhỏ nè bạn thấy không? Có một cái lỗ khe nhỏ nè. Có con hút nè, ngó chọt giống vừa. Nói chung mốt nó mọc tược ở đây nhiều lắm nè. Lấy cái này ép vô bít lại. Nói chung cái lỗi này không đáng kể, cái lỗi này nuôi trong vòng khoảng năm mà xong. Tính ra nuôi lỗi cái lỗi này là nó còn khỏe hơn mà cắt. Cái này nó có một cái mặt cắt. Bán lẻ là nó không có sẹo luôn nhưng mà do cái cành này mình thấy nó đơ đơ quá mình cưa bỏ, mình chọn là cái cốt chỗ này. Chọn là cái bắp chỗ này nó có cái mặt cắt chỗ này nè. Cái này nếu ấy nó chỉ có mặt cắt cành. Đây cái này cốt đa. Cắt cho nó lùn lại tí xíu. Cho nhìn nó cái cây nó cứng cáp các bạn. Mấy cái này thì về mình nuôi khỏe lắm, mốt mình bắt cành vô nhìn nó y như cây cổ thụ, nhìn đã. Như vậy cũng tùy sở thích nha, có một số người ta rất thích cái bài. Cái này đế vậy là tương đối xịn nè, cũng được. Tương đối xịn nói chung cũng được thôi, dòng ngô công vậy là coi như nằm người ta có thúc một nhịp rồi. Cái này bán lẽ là nó không có sẹo chỗ này nhưng mà do nó bị phù nên mình đục cho nó ôm ôm một chút chứ nó liền sẹo nè, mấy cái này người ta phải giật nhiệt hết rồi. Nói chung cây này là có nuôi các bạn, ta có nuôi một thời gian rồi, ta nuôi đất một thời gian, ta bỏ ta nuôi cũng nuôi số lượng nhưng mà nuôi ta nuôi không kỹ lắm, cũng giật nhiệt giật cốt nuôi nhưng mà người ta nuôi số lượng không có nuôi kỹ từng cây nên được cái nó cũng đỡ là người có nuôi rồi. Nuôi công nha bạn. Mốt bắt cành vô thì nhìn nó tương đối ổn. Nếu ai thích phơm thiên nhiên thì bắt cành vô nhìn nó tương đối ổn. Có cái khe chỗ này nha bạn. Đó, có cái khe lỗ nè. Cái này hồi xưa chắc nó bị cái con gì đục nè, rồi nó xam lại nè. Nó nói chung không thành vấn đề. Lấy cái này dắt vô. Nuôi cái này còn khỏe hơn nuôi mặt cắt này. Mặt cắt này nhiều khi các bạn nuôi 2 năm, 3 năm. Này bạn nuôi chừng 5 năm rưỡi. Nuôi công các bạn. Cái này chắc mình lấy mặt tiền bên đây quá. Nói chung cốt đa thì mặt tiền ở đâu cũng được nhưng mà chắc bên đây quá. Cho xíu đó, nhìn